Nhanh lên đi anh khỉ. Nhanh lên rồi tối giờ đó. Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục lên review xem anh em bóc keo đây. Bây giờ các em xem là đấy. Trời hơi chói nha. Đây là bắt tài đây. Đây bắt tài đây. Đây đóng gỗ keo các bạn này. Gỗ keo đây là dùng làm đệm giấy. Đây có hai anh em mà bóc hết một gông rồi. Anh này là anh Châu này. Châu Đảo. Đây là bóc là VIP luôn á. Mà sợ anh dưới này sợ không kịp. Thời tiết bữa đi là đây là mở hàng sau sau Tết nè. Ôi giời, còn kinh. Khai trương. Các bạn xem anh mà ở trên xe đó, anh này là chuyên là bóc keo đó. Anh bóc keo là gọi là siêu bóc. Đấy các bạn xem số lượng người ít quá cho nên là bắt tài phụ thêm đó. Mà đội keo này thì biết rồi, không cần làm nhiều đâu, miễn là chất lượng là tốt. Các bạn xem keo xem từ trên xuống nè. Em đang bóc. Đây là con khỉ rừng á. Đó, anh em đang làm keo. Có hai chị em. Anh bóc được một gông rồi. Tội như cho bắt tài này. Mà không biết anh em có tấn công bắt tài không này. Đấy. Xe đẹp bóc đài luôn bao nhiêu tấn? 20 tấn à. Ghê quá vậy. Các bạn xem chậm nữa chạy đường rừng nè. Đó lên cái đoạn kia là dốc nhiều. Mấy con kia là ở rừng rồi mới xuống đó. À, anh em thông cảm nghe. Cái anh kia là anh bị hư cái phần mông đó. Đây là cũng ở rừng xuống luôn. Rồi bắt tay di chuyển nè. Trên xe em thấy ghê quá. Đó, anh em đang dễ lao này, mình đã đội đập lột. Kem đổ hết trơn rồi. Ngon không? Làm mệt thôi. Chị em. Bánh chặt tốt hết rồi. Đâu?
quay mặt quay à, người đẹp đẹp nó giấu mặt hết. Đang ăn chỗ bếp. Ừ, ăn chỗ bếp. À, thông cảm là ăn vụng đây. Quay mặt em. Quay mặt đi em. Đây là người mẫu nè ở miền núi nè. Gọi là hoa rừng đó. Đây, anh em đầm keo đi vui vui vẻ chưa? Đây là gấu rừng. Có bà thông cảm đi. Anh này là anh bị tật từ hồi nhỏ đấy. Anh này là hồi trước là công việc danh anh gò. Anh gò. Rèn lồng. Anh em đầm keo mà có thời gian giọt pi. Giọt pi đập mái. Rồi vừa bóc được công rưỡi rồi. Có hai anh em mà bóc như vậy là còn hơn nữa. Tiếp tục bắt tài lên da lại cái sao xe được để bóc thêm cái gông keo này. Út quá tuyệt vời.
Cái ham mà test phải đúng cái màn hình thôi là không lên liền. Anh ta như con rắn lục. Bắt tài đuối. Nhanh lên về tối nó quay không thấy đường. Nhanh lên đi anh khỉ. Nhanh lên rồi tối giờ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.